hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cơ xích Taikut Tanaka 330A. Thì đời này nóng 37 ly nha mọi người. Cắt thì anh em cắt chủ yếu ở gia đình. Mình có thể hạ những gốc cành ở trong gia đình rất là ok ha. Leo nhong nhánh rất là tốt nhá. Cầm rất là nhẹ. Thì dòng này nó nằm 4 ký 2 ha. 4 ký 1, 4 ký 2 nhá. Đầy đủ cả lam xích và nhớt thải luôn lam xích tốt. Vì mất cái nắp rồi. Đấy, cái này thì em sẽ bổ sung vào sau, vừa rồi em rửa em quên em tháo ra ngoài rồi. Rồi thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây máy này. Thì đây là có bình chứa nguyên liệu này, đằng sau là cái nắp này này. Là nhớt thải để nuôi lam xích nha. Đó, còn đằng trước này là xăng pha với nhớt nha. Cái này thì em mới rửa, em đã để bên kia em chưa có ráp vào. Đó, thì em sẽ bổ sung vào sau. Rồi, thì đây, đằng trước đây. Đời này thì có núm bơm xăng phụ nha mọi người. Giật rất là nhẹ nhẹ nổ, máy thì còn rất là đẹp mới ha. Đó, ốp lam thì sử dụng một chân ốc. Đó, sử dụng khóa 10 nhá. Lam thì tăng xích trực tiếp tại lam nha mọi người. Đây nhiều anh em không biết là mình không biết tăng xích ở đâu, nhưng thực ra nó nằm ở cái lam này. Đó, rất là thông dụng nhá. Đó, trực tiếp cái lam mình chỉ việc lấy lỏng ra là mình tăng lên thôi. Lam thì sử dụng lam 40 xích chuột nhá. Lam xích còn cũng rất là đẹp nhá, 14 in. Đó. Thì giá của em này là 1.600.000 đồng nhá. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu, à đâu em nói lộn nhá, 1.700.000 đồng. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhá. Bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đó. Rồi, giờ em sẽ khởi động lên cho mọi người xem nghe cái máy nhá. Thì trường hợp để lâu bằng cái xăng, mọi người chú ý bơm đầy, đúng bơm xăng phụ rồi lên. Đó, bơm nó đầy lên, đây là cái cần e này, mọi người kéo nó ra. Kéo như này. Đó, giật nó ho một tiếng mọi người đẩy vô là xài bình thường nhá. Đó, công tắc thì nhớ chú ý, đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt nha. Giờ em sẽ khởi động nhá. Máy rất là êm nha. Tắt đẩy xuống là tắt này. Thì nói chung máy này thì còn rất là đẹp. Và thì cắt thì gia đình rất là tốt nha. Mình cắt gia đình cắt leo nhong nhài cành thì nó rất là nhẹ, nhỏ nhẹ, dễ sử dụng nha. Thì quý khách hàng nào thật sự ưng ý thì liên hệ qua số điện thoại của em. Giá của em này là 1.700.000 đồng. Đó, thì số điện thoại của em có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha. Phương thức thanh toán thì quý khách hàng chốt cọc trước 1-300.000 tùy theo khu vực nhé, xa hay gần nha. Khi nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng nha mọi người.